Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về cái việc bán cho con của Rockefeller Gervie. Thì về cái việc mà bán cho con của trại chó Rockefeller Gervie Hà Nội thì như trước đây là mình đã có một cái video nói về cái việc là nhận đặt cọc các con chó con trước. Mỗi một cái suất cọc là 5 triệu. Rồi sau đấy thì đến khi có chó con sẽ lần lượt theo cái thứ tự cọc. Đấy là cái câu chuyện của năm 2020. Đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì mình sẽ thay đổi lại, trại sẽ thay đổi lại về cái cách bán cho con là trại sẽ không nhận cọc trước nữa, mà sẽ chuyển sang là khi nào mà cái con cho con, mọi người cứ theo dõi ở các video, khi nào mà con cho con nó tiêm xong 2 mũi vaccine đủ điều kiện để vào nhà mới, khi con cho con nó trên 2 tháng, nó đã đào đủ 2 tháng rồi và đủ 2 mũi vaccine rồi, thì khi ấy trại sẽ đăng video để bán, và lúc ấy ai mua, mọi người ai mua như thế nào, mọi người theo dõi từ trước rồi thì ok, mọi người chuyển khoản là xong, chứ trại sẽ không nhận cọc như trước đây nữa. Vì sao lại không nhận cọc? Trước đây là trại có nhận cọc và chia sẻ với mọi người là như lúc trước là mình còn nợ cọc của 11 người. 11 người đã chuyển tiền cọc 5 triệu trước, bởi vì lúc trước là mình nhận cọc và mình đã chủ động là mình trả lại cho 6 người, trả lại cho 5 người, còn 6 người nữa thì 6 người nữa là mình cũng đã có hỏi mọi người là nhận lại cọc thì mình sẽ chuyển lại, nhưng mà mọi người không, mọi người chờ để có cho con mọi người bắt chứ mọi người không nhận lại tiền. Là bởi vì sao mình muốn nhận cọc, trả lại cọc cho mọi người lúc trước mình đã nhận, là bởi vì là mình nhận cọc của mọi người nhưng mà nó lâu quá, nó các cái đàn chó con nó nhỡ nhàng rồi này kia, thành ra là rất là sốt ruột. Tính mình thì mình không thích nợ, mình không thích nợ mọi người theo kiểu như thế. Mình lúc trước mình nhận cọc là bởi vì nó đã có cái đàn chó con sẵn đấy rồi, nhưng không may nó có một cái đợt là nó vào dịch và chó con bị mất 2 đàn liền của cái đợt nhận cọc đó, thành ra là mới bị nợ chó của mọi người. Còn ngay sau đấy thì lại tiếp tục lại bị hỏng 2 đàn tiếp theo, do con chó nó bầu ở trong cái giai đoạn là thời tiết nó khắc nghiệt, và cái con chó của nhà mình thì nó đều là những cái con chó, một là con chó nhập, hai là con chó đời F1, nó chưa có thích nghi khí hậu nhiều, thành ra là cái quá trình mang thai ấy, nó chịu ảnh hưởng rất là lớn của cái thời tiết, thế cho nên là nó không thuận lợi. 4 đàn liền thì thành ra là nợ mọi người lâu quá, mình sốt ruột, cho nên là mình hỏi mọi người, chủ động mình hỏi là để mình trả lại cọc, và mình quyết định là trại sẽ không nhận cọc trước nữa, để cho nó đỡ sốt ruột, đỡ phải rơi vào cái cảnh mà mọi người cọc rồi thì mọi người cũng sốt ruột chờ cho con, mà mình cầm tiền của mọi người rồi mình cũng sốt ruột, bởi vì mình đang nợ cho con, mà mình thì mình không thích cảm giác nợ. Cho nên là từ cái thời điểm như vài video trước là mình cũng đã đăng rồi, nhưng cứ coi như là từ thời điểm bây giờ, từ tháng 9 này, từ tháng 9 2021 này trở đi thì trại sẽ không nhận cọc trước nữa. Còn 6 anh em mà vẫn cứ giữ lại cọc, muốn giữ lại cọc để chờ bắt cho con thì mình sẽ chỉ giữ đúng 6 cọc thôi, mình sẽ không nhận cọc thêm. Nếu mà một số bạn mà đã có liên hệ với trại ở cái thời gian gần đây thì các bạn sẽ rõ là một số bạn là muốn cọc nhưng mà mình không có nhận, là các bạn hết sức thông cảm, là rất là cảm ơn mọi người đã yêu thương và tin tưởng, cũng như là yêu thích cái con chó con của Rockefeller Gervie. Nhưng mà cái việc cọc trước đấy thì lẽ ra là nó sẽ rất là thuận lợi cho cả hai bên. Cả mọi người muốn mua là mọi người chủ động, mọi người sẽ mua được sớm. Hai là trại chủ động về cái mặt nhân giống và cái đầu ra của con chó con. Nhưng mà nó lại có dở cái là nó sốt ruột, nó gây ra cái sự sốt ruột không cần thiết, là cái người đặt cọc cũng sốt ruột chờ, thỉnh thoảng lại hỏi. Và bản thân mình, tự mình cũng sốt ruột, bởi vì cầm tiền của mọi người cọc mà mọi người muốn bắt cho ngay mà mình chưa có cho ngay cho mọi người bắt đó. Thành ra là từ giờ trở đi là trại sẽ không nhận cọc thêm nữa, chỉ nợ 6 bạn kia thôi. Còn nếu mà 6 bạn ấy, bất kỳ lúc nào mà các bạn xem cái video này mà bất kỳ lúc nào mà các bạn muốn nhận lại cái tiền cọc 5 triệu đó thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ chuyển khoản lại cho mọi người thôi. Còn có 5 người là mình đã chuyển khoản lại cho mọi người từ tháng 7 đến bây giờ, là mình đã chuyển lại cho 5 người rồi. Là lúc đầu thì mọi người bảo là mọi người muốn chờ chó, nhưng mà sau chờ một lứa hai lứa nó bị hỏng là mọi người sốt ruột, thì
mọi người muốn cầm lại hoặc là có cái việc gì bí cần đến tiền hay gì đấy thì cứ báo mình sẽ chuyển lại cho. Cái đó thì nó đơn giản thôi. Nhà chỉ thiếu chó chứ còn tiền mặt vài triệu thì lúc nào cũng có. Ok, xong đấy là cái câu chuyện về bán chó thì thống nhất là mình sẽ không nhận cọc nữa để mọi người không phải hỏi nhiều. Và mọi người thích cái con chó con của trại thì mọi người cứ theo dõi ở trên kênh. Khi có chó con thì mình sẽ đăng video chó con từ bé đến lớn. Rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ bán cho cái con chó con, mình nhận bán con chó con khi mà cái con chó con nó tiêm xong 2 mũi vaccine. Nó sắp về nhà mới, tức là cái lúc mà mọi người mua chó ấy là mọi người sẽ chuyển tiền hết luôn. Và đến từ cái thời điểm mọi người chuyển tiền đấy đến cái khi mọi người nhận chó thì nó chỉ trong vòng 1 tuần thôi. Là tức là cái con chó nó tiêm xong đủ 2 mũi, ok thì lúc đấy mình mới đăng bán. Và lúc đấy mình mới bán, chứ mình sẽ không nhận cọc trước nữa. Thì đấy là một cái thông báo đến để mọi người cùng biết về cái việc mua cái con chó con. Còn cái giá thì mọi người tham khảo, cái giá nó vẫn như vậy thôi, nó không có thay đổi gì cả. Nó có 3 cái mức giá. Mức rẻ thì từ 12 đến 15 triệu. Mức giữa thì từ 16 mà cho đến 25 triệu. Mà mức cao thì trên 25 triệu. Đó. Thì mọi người sẽ xem ở trong cái video giá chó con ấy, mình nói rất kỹ rồi. Ok, cái câu chuyện về mua bán là như vậy, là thống nhất như vậy là xong. Siro ngồi dậy đi Siro. Là để cho mọi người biết là cái việc mua bán đấy, là nếu mà mọi người mà có muốn mua cái con chó con của trại thì mọi người vẫn có thể liên hệ trước với mình. Nhưng mình sẽ không nhận cọc trước, nhưng mọi người vẫn có thể liên hệ trước với mình. Và đến khi cái con chó con nó có cái video thì có thể mình sẽ báo trước cho mọi người, để mọi người có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ, là có chó con xong, mọi người chọn được chó con xong là ok. Là sẽ mọi người chọn con nào mọi người sẽ chuyển tiền, để cho mọi người chủ động. Chứ không là chờ mãi cái ông này, chờ mãi để bắt chó con của ông này, đến lúc ông mới có chó con này, đúng vào lúc mình bận thì mình lại không bắt được, thì nó cũng gì. Đấy nó cũng là cái dở của nó. Tại sao mà như lúc trước mà mình nhận cọc trước, là để nó tránh trường hợp cho một số người là đúng cái lúc có cho con thì bận, không có theo dõi được. Nên là thành ra là bị bỏ lỡ. Thì mọi người mà quan tâm cho con, mọi người vẫn có thể là mọi người sẽ liên hệ qua Zalo điện thoại của trại là số 098111500, để mình sẽ lưu lại những cái thông tin của mọi người. Đến khi mà có cho con thì mình sẽ nhắn tin, mình báo cho mọi người, nhắn tin hoặc là gọi điện báo trước để cho mọi người có thể vào, mọi người chủ động, mọi người xem. Còn khi mà nó trong cái tình huống như này thì khi cái số lượng chó con nó có ít thì mọi người cũng hết sức thông cảm, là nếu mà nhiều người cùng hỏi nhưng mà nó ai mà mua trước, ai chuyển khoản trước thì ok, mình sẽ bán cho người đó. Đấy là cái mà mọi người phải hết sức thông cảm, bởi vì hiện tại bây giờ cái số lượng chó con của trại nó chưa có nhiều. Đến năm tiếp theo thì hy vọng nó sẽ nhiều hơn. Thực sự mà nói bây giờ là trại mình, các cái con cái giống của trại nhé, là mình có 12 con cái giống của trại, là những cái con chó ở trong cái tuổi sinh sản tốt. Nhưng mà cái việc nó bầu thì rất là dễ, phối cái nào bầu ngay, nhưng nó có giữ được bầu hay không nó lại là chuyện khác. Và cái việc mà nó bầu rồi nó đẻ ra cho con nó có khỏe, nó có sống được đến khi mà tiêm đủ 2 mũi vaccine cho nó này là chuyện khác nha mọi người nha. Nó có rất nhiều những cái rủi ro trong cái quá trình nuôi đó, bởi vì con chó nó càng mà gần với lại con chó nhập thì nó càng khó, vì nó chưa có thích nghi khí hậu như những cái con chó mà nó ở Việt Nam rất nhiều đời rồi. Thì còn tất nhiên là cái câu chuyện về chất lượng thì nó còn nhiều thứ. Ai cũng thích là cái con chó là nó gần với con chó nhập nhất, nhưng mà gần với con chó nhập thì một giá nó cao, và hai là nó sẽ khó chứ nó không có dễ. Đó, thì còn một cái nữa là cái lịch đẻ của các con chó của mình thì cho đến hiện tại bây giờ, như cái tháng này là mình đã nhỡ mất một đàn là bị tiêu thai rồi. Còn một đàn sắp đến ngày đẻ thì cái bụng nó cũng nhỏ lắm, chắc nó ít con, là con Gina đang chờ nó đẻ. Còn cái tiếp theo nữa là phải chờ Siro và chờ con Sakuza, là hai con Sakuza mình cũng nuôi tại trại, và Siro thì đây mọi người xem nhìn gặp thường xuyên, thì sẽ phải chờ đến hai con này nó đẻ thì mới có cho con tiếp. Đó thì ít nhất là 2 tháng nữa cơ, ít nhất là 2 tháng nữa. Thành ra là nếu mà sáu anh em mà
đang có cái cọc gửi mình trước cho con ấy, mà mọi người bất kỳ lúc nào mà mọi người muốn nhận lại cái cọc đó thì mọi người cứ báo cho mình, nhắn tin qua Zalo hoặc là điện thoại là ok nhá. Thì mình sẽ chuyển lại cho mọi người thôi. Cái đấy thì nó đơn giản. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.